thành đó là lọ tiên cỡ tiếng á, thì bán động cỡ 5-9, còn tiên không cỡ tiếng á, thì là bán động cỡ 5-4 là kiểu sao. Thì trong vậy cho mỗi đồng chí á, là như tổ thật sau là 10 quả lưu động và cái sống đó với hai cái số đó thôi, chứ còn bao nhiêu cũng không nổi. Lớp đó tôi thì cũng ở trong cái dọn cũng còn nhỏ, bây giờ thì còn nhỏ thế này thì lúc đó nhỏ bao nhiêu hả, mong gì mong nổi. Đây là tinh thần là thế. Thì tôi nói dài thì là tổ chức chiến đấu thì nó ở Thung Hơ Kỳ Thạnh kia, nhưng mà sau đó thì chúng tôi hành quân qua cái tranh cái đầu nước thành khoảng 3 cây số rồi tổ làm tổ chức. Thì anh Thắng thì xuống có trâu cái cờ quý chứ cái gì mới xin được đó, mà cho đứa bé thì kẹo gọi là quà của tỉnh ủy và bao nhiêu người thành được bên nào đồng viên anh em. Thế thì đồng chí Nam ra nhận cái cờ là cũng hơi quyết tâm. Thì bắt đầu Nam giờ chiều thì chúng tôi là xuất phát đi theo cái suối, cái đường suối suối bây giờ vẫn còn. Thế thì đi xong đó thì tới 12 giờ thì trước 12 giờ chúng tôi đã tiếp cận hoàn toàn vô khắp vị trí chiến đấu. Và anh Vũ Thành Nam đã đi kiểm tra toàn bộ lực lượng của cái mũi tiến công chủ yếu. Thì cái chờ là không giờ thì đánh. Nhưng mà hồi nãy tôi nói càng tăng đó. Thì sau 30 phút chờ đợi thì anh Nam có nói là anh Vũ Thành Nam có nói là ảnh nổ súng. Thì tôi thì được trang bị quả đầu tiên, gốc khối đầu tiên là 1 căn phủ gó thôi. Thì nhanh chóng đánh đồng khơ quả luôn, đánh vô cái tăng đầu tiên. Thì vì cái tăng đó và chúng tôi nhanh chóng đây, thì bởi vì cái nước thành này thì cái gương mắt miệng nhiều lắm, cho nên là không thể vượt thẳng được. Tất nhiên phải đi chạy theo con đường của hắn đi, nhưng mà không thể vượt được, phải qua cái công sự bán mới được. Cho nên là phải đánh nhanh. Công sự gặp công sự là quánh đùng phở tới phố là vượt luôn, chứ không kiểm tra là có chết chăng bao nhiêu mà không cần biết. Rồi lại quánh cho được cái đó. Thế thì sau khi cái tiếng nổ của tôi ra thì tất cả khi có cái mũi cái hướng đều nổ súng đồng loạt. Thì nó làm cho một cái núi thành trở thành một cái tia chớp rất mạnh và tiếng nổ rất nhiều. Thì Mỹ lúc đó thì chưa phản ứng nổi, vì hắn cũng bất ngờ là mình dám làm như thế mà. Hắn không ngờ mình dám, bởi vì hắn không biết mình đâu lực lượng làm gì có cái chuyện quánh với một con tin vậy được như đó. Thì hắn bất ngờ. Rồi xa thì chúng tôi có quánh đây, tôi đánh đây cũng gần tới cái chỉ huy rồi, tôi cầm một đoạn thì tôi bị thương. Thì tôi nói với mấy đồng chí đi theo xa tôi là 3 đồng chí im trận nữa kia. Nó nói có đồng chí tôi ra đi. Thì tôi vô rón. Rồi sau đó là tôi đánh lại cái công sự thứ ba. Thì bắt đầu là anh Vũ Thành Nam á, là bị một cái thằng Mỹ ở trên chạy xuống. Nếu thì hắn chạy lại chạy theo đường của tôi thì bọn tôi tránh được, bọn tôi không cần phải có. Cứ đánh lên chẳng nhanh tới để nó là được. Thế thì ra là xa là gặp anh Vũ Thành Nam giặt với anh để em. Thế tôi mới nghe là tôi cứ nghe là nghe phía xa là cứ tôi mới bay. Thì tôi nói với anh em là anh em cứ đi, tôi sẽ lại phía sau có người kia cứ. Thế thì tôi qua lại thì tôi thấy anh Nam thì dầm cầm súng ngắn nằm dưới rồi, còn hắn thì con lớn đừng giặt một cái súng đè Nam giặt cái súng. Thì tôi thì lúc đó còn nhỏ, nếu mà tôi đánh với nó bán với nó bán cho nó cháy chứ, thì anh Nam cũng không an toàn, hoặc là thả của lựu đạn thì là cháy. Cho nên trang chiến đấu không có cái là cái suy nghĩ nhanh. Cho nên tôi với dòng cái quả lựu đạn mà đã tôi nói đó,
chạy lại phía trước đường cuối, tôi đập vô trần đạo nó hai cái, thì Vũ Văn Thành Nam đứng lên và bán nó chết tại chỗ. Thì lúc đó tôi tiến lên và tôi bị thương, tôi bị anh em là lưu lại, tôi cầm qua lựu đạn tôi ném luôn để nó diệt cái đại đội. Thì sau nó có cái một cái hướng tấn công là lên, lên đánh chiếm luôn những có cái mục tiêu mà đã định. Còn cái tổ tôi thì chia ra đánh tiêu diệt cái quân lực và cái trọng thông tin, và bác liên lạc với có cái mũi hướng đánh vào. Thì sau 30 phút chiến đấu thì cái đầu 50 của núi Thành thì đại đội 2 tiểu đoàn 30 đã làm chủ, cây cờ được trâu đã kéo lên tung bay ở trên núi Thành. Riêng đối với 16 của cái đầu 49 thì anh chọn cái hướng tiến công là hướng Tây, mà hướng Tây thì cái đồi đó là hướng dốc mà đá lụng trộn với là đồ lãm nhiều lắm, lên rất khó, thì gặp khó khăn. Thì sau đó là anh Nam là phải dùng cái vũ lực của mình khống chế vào đó và nói với anh trung đội trưởng của trung đội 2 là dẫn một tổ vòng quanh qua hướng đông bắc, đông bắc và bên đây hỗ trợ, bởi vì toàn qua hướng đông bắc vì cái mõm mà cô gọi là mõm xe thì thằng Thành đã đánh rồi, ở đó tỷ lệ thằng Thành đã đánh rồi, cho nên có con đường chạy qua nó được, chứ còn nếu cái điện nó chưa đánh thì hướng đông bắc không qua được. Thế thì ban đi ủng hộ cho hỗ trợ quả lực xăng thì đồng chí Sơn trung đội trưởng lúc đó dẫn một tổ này đánh chiếm và V 16 còn lại 12 đồng chí của V 16 hy sinh, số còn lại kết hợp với cái trung đội cái số của anh Sơn dẫn qua và quả lực đánh chiếm luôn. Thế là sau 30 phút chiến đấu thì ta làm chủ hoàn toàn cái núi Thành, gồm có là mõm năm gọi là mõm A là mõm 50, mõm B là mõm 49 và mõm C là gọi là ta thường gọi với nó là cái mõm phục, mà theo anh có phó tư lệnh của anh là trang chiến đấu không có cái lòng phục cả, cho nên là gọi là mõm C chứ không được phục. Thì ta làm chủ hoàn toàn. Thế thì ta thì hy sinh lúc đó là 7, bị thương thì có 15. Tôi trang nó bị thương là có tôi bị là từ đây qua đây, cho nên là khiêng về là pháo. Thế là nói cho trang nó là diện trang tóm hay tay thì tôi nói cái này thì nó cũng hơi so với cái bờ nấu hà lã thì nó là lệch, mà 139 tay trang 150 tay vì đại đạo hán lúc đó là 150 tay vừa là đại đạo đủ đó, đại đạo tất kiến là đại đạo đấy tăng cường. Thế thì ta là tiêu diệt là hai cây pháo, hai cây gấu tấm máu, cây đề liên, cây đề ca và tất cả mọi trang bị thông tin liên lạc và chỉ huy ta diệt hoàn toàn. Trong chiến đấu thì người ta quy định thế này nè, tức là diệt hơn 1/3 quân số địch, thu cả kể có diệt được cái chỉ huy và thu vũ khí thì gọi là tiêu diệt. Nhưng mà ta thấy là 39 còn 11 tay thiện xuống một cái số ở dưới bay đó, mà nếu mà đi thực địa thì dễ xuống cái bay đó làm đó và xóa hôm xa thì nó bay được theo tới giấc nó đi. Thì trang cái núi Thành thì diễn biến là cũng đơn giản thôi, cũng như thế đó, ác liệt nhưng mà nhanh, bởi vì nhanh là ta đã vận dụng được cái chiến thuật mà truyền thống của một cái dân tộc anh hùng, mà chỉ có ta mới làm được cái thôi. Vì là ví dụ như bí mật cấp sóc thì nếu như mà không gân không dạ, không có tinh thần đi nước ấy, thì vô sóc bay hết được vẹt là cái mũi thật sao, dù là ta còn gọi là nở qua trong lần địch á, hồi trước mình gọi là nở qua trong lần địch á,
rồi mua sắm. Bất kể cái gì rước là khắc co mà đây mà là nhân trắng lên chiếm, mà trang chiến đáo mà đã diệt được bộ chỉ huy cho chỉ huy quán rồi với thông tin liên lạc với vũ khí của hắn thì rất khoát là hắn sẽ bị toàn rãi, nếu không bị diệt cộng thì phải toàn rãi. Thế thì qua cái trận này á, thì hắn có cái thế này bị rút ra được cái thế này, tức là đã là người lính thì phải có những cái tố chất, đó là lòng tin. Người lính đó phải có lòng tin, mà tin đây á, thì nó rộng ra là tin về đường lối, tin về tổ chức thực hiện, thực hiện được cái mục tiêu mà ở trên đã đề ra, lòng tin. Vấn đề thứ hai á, là sử dụng thấy tác dụng của những vũ khí mình hiện có một cách là tốt nhất, một cách tốt nhất. Vì thực tế thì lúc đó trong chiến đấu lúc đó thì tôi cũng không có nhiều vũ khí để mà đánh cho tròn, mà đã đánh thì đốt mục tiêu, mà đã đánh đã bắn là phải tiêu diệt. Cái thứ ba là mà cái này rất quan trọng đối với một người lính, đó là công tác chính trị tư tưởng. Làm thế nào đó mà anh lính á, lúc đó là phải rằng đây là vinh dự của đảng và dân tộc vô trận. Thì dù bất cứ giá nào anh cũng phải hoàn thành được cái nhiệm vụ của địch dân. Vấn đề thế rút kinh nghiệm á, thì được thế này nè, để rút ra một vấn đề thế này, tức là chúng ta đã làm được cái việc mà dân tộc vô, đó là rút được kinh nghiệm lịch sử, giải quyết được cái tư tưởng của cán bộ đảng viên và lực lượng các lực lượng vũ trang lúc bây giờ là gần sợ Mỹ, giải quyết được cái đó. Cho nên khi đất nước thành xa thì phan trào không phải là thấy mà sợ, gặp Mỹ là đánh, tìm Mỹ mà diệt, phát động trên toàn cái là chiến trường miền Nam vậy đó. Và cái phan trào mà diệt Mỹ không những là đầu nữa, nhưng mà xa này ví dụ như xa cái vật tư thì là người ta tục diệt cả chiến đoàn kia, thì cũng tặng lắm. Tôi cũng được vinh dự là đi đại hội được chiến sĩ thi đua của sư đoàn bộ binh 2 năm 66, cũng được bố có cái này, và cũng được mời đi xuống cái trong đoàn một của trường hạ sĩ quan của sư đoàn 2, bố có lại cái tình hình này để cho cái đó. Thì chúng ta rút được cái nghiệm Mỹ, cho nên có một vị tướng nói thế này nè, rút ra là Mỹ giàu nhưng không mạnh, ta đánh được Mỹ. Thì đúng ra cái Nam Ba Lan thì chúng ta đã đánh được theo cái lời của Bác Hồ, thì rút được cái nghiệm như thế. Vấn đề nữa là chúng ta đã làm được cái việc mà sau này á, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tặng cho Quảng Đông một lá cờ có 8 chữ vàng: trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Đến bây giờ đảng bộ, nhân dân, chính quyền và nhân dân Quảng Đông đương phát huy những cái thành tích từ năm xưa, mà hiện nay như các cô đã đi thấy rồi đó, những nhà máy, những công trường, khí thế của nhà máy công trường đã làm em này được, và nhân dân đời sống nhân dân càng ngày còn đây. Thì qua cái núi thành thì như thế. Thế thì nhiều cuộc hội thảo đã được đặt ra, thì cũng có nhiều cái nhờ báo mà không biết anh Thông lúc đó thì cái này cứ ghi mà lạc, tức là cái hội thảo mà chiến thắng núi thành ở tỉnh Mỹ Quảng Nam á, những cái nhờ báo mà nó nấu báo Mỹ á, bên báo Anh mới phát không được, tôi cũng gấp quá, tôi không có đây với đó, thì hắn coi nhắc tới cái này. Nhưng mà sử sách của Mỹ thì không có, chứ còn nó tuyên bố và nó viết đây là có những nhà báo của Mỹ là cộng sản ở đâu ra,
tôi còn nhớ như thế. Vì hôm nay tôi cũng còn cái tài liệu đó, nhưng mà tôi gấp quá tôi không lấy được. Cộng sản ở đâu ra mà đánh được như thế này? Ở dưới đất cầu dây hay sao? Và tại sao cộng sản lại đánh được như thế? Này, thì có cái nhỏ bó nước ngoài nó cũng không biết hậu hồi thổ không có được giờ không biết, cái giờ không biết mà trang những cái đó là có ấy. Này, còn sử thì đúng là không có thiệt. Còn lỡ với ta thì cái trận đánh núi Thành á, thì đối với nhân dân Đổng Bộ và nhân dân Quảng Nam, thế hệ trẻ Quảng Nam á, thì chúng tôi cũng được đi tiếp xúc nhiều đối với thế hệ trẻ Quảng Nam. Và các cháu thế hệ trẻ rất là ca ngợi cái chiến thắng núi Thành. Thì qua cái trận núi Thành thì nó tóm lại như thế. Bởi vì tôi ở đây nếu như trình bày chiến lệ thì hắn có là đấu thứ, tức là địa hình, địa vật, rồi bọn quân, rồi bọn quân như thế nào, tình hình nhân dân, tình hình quân đậu, rồi không phải là chiến lệ. Cho nên là tôi chỉ nói là thẻ vô trận đánh luôn, và những cái mà rút kinh nghiệm để cho chiến dịch sau này để phát động cái phong trào gặp mấy lần thì mới bằng gì. Nó rộng khác như thế. Cũng từ cái đó, nhưng mà có cái vành đai Việt Mỹ của Phật Văn, rồi có nước Thành, có chú Lai, thì bắt đầu là rộ lên là vai Mỹ, tức là vành đai Việt Mỹ dùng súng trường kính để bắn tỉa Mỹ. Thì qua cái trận đánh nào là như thế. Cảm ơn bác ạ. Bác cho em hỏi đấy, mình thì đánh nhanh diệt gọn, sau đó rút rất là nhanh, thì làm sao mình biết được cái số thương vong của địch? Cái này thì thế này, thì cái đại hầu nó có cái được cái thuộc rồi. Hầu nó chúng tôi đều có cái được cái thuộc cả. Đánh sang là dùng đà kỹ thuật để thi quá, mà nhất là cái quân khu á, là có một cái đà thi đấu rất kỹ. Có khi chúng tôi đánh rồi nhưng không biết là gì bao nhiêu, nhưng mà sau này người ta điện báo và khen thưởng ở trong cái đợt kỹ thuật này. Cho nên là mình mới biết là 139 tên chết đó, còn 11 tay đó là biết là như thế đó. Tức là mình nghe cái đài của địch, nghe báo cáo với nhau. Hồi trước á, là đơn vị chiến đấu nào cũng có được kỹ thuật để theo dõi tình hình. Có thể là nếu quán còn á, quán vẫn còn á nè, thì mình dùng kỹ thuật mình đi xem nó bước đi hay đi đâu, để ta dùng lực lượng mà ta đâu có. Còn đánh vô trang điểm đó rồi thì mình theo dõi cái trận đánh đó thì hán bố với nhau là bao nhiêu. Thế thì cái đợt kỹ thuật nó như thế. Là một người cũng tham gia cái trận này thì bác tá có ý kiến gì không ạ? Thì thì nhìn ảnh là tất cả trận đánh diễn biến là ảnh đã nói hết rồi. Nhưng mà tôi bổ sung thêm một cái là cái trận đánh núi Thành nó không tiêu diệt địch, nó không bằng những cái trận đánh sau, nhưng mà nó có tính chất lịch sử. Nó mang lá cờ đầu, lá cờ đầu cho dân tộc Việt Nam giống đánh Mỹ, đánh một nước cường quốc lớn. Đang đó vũ khí của chúng ta so với vũ khí của Mỹ đưa đánh thì chúng ta không bằng 30%, nhưng với một tinh thần của một dân tộc thì giống đánh Mỹ để giải quyết vấn đề tư tưởng cả thế giới và cả dân tộc Việt Nam. Sau cái trận đánh nó rồi rút ra cái kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm là bấm sát thắt lưng Mỹ và đánh. Bấm sát lưng mình và bấm sát lưng Mỹ là có cái lợi, có nghĩa là tôi ăn lộn với nhau thì bom đạn Mỹ không thể thả được, thả sợ ông chết thì ông không dám thả. Thì bấm sát đánh mình để mình tiêu diệt. Đó là có cái lợi. Thứ hai nữa là cái sau cái trận đánh đó rồi, Quảng Nam, riêng Quảng Nam được cái gì và đến bây giờ đất nước được cái gì? Thì vinh dự nhất là Quảng Nam được Trung Dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ và được đặt tên cho một cái huyện núi Thành, đã được đặt tên cho con đường núi Thành và đặt tên cho cái trường học núi Thành. Nó có bốn cái vinh dự như thế. Cái trận đó được bốn vinh dự. Những cái trận sau sử dụng trận Vân Tường, trận Ba Gia, trận Đồng Ba Gia Đồng Ké, trận Đồng Xoài, theo cái diệt mấy trăm, sáu ba trăm, nhưng mà cái nó không được có mang cái lá cờ đảng như cái trận đánh núi Thành này. Nó có một cái ý nghĩa là ngoài cái chiến lược chiến thuật ra thì nó còn mang cái tính tư tưởng rất cao. Tư tưởng rất cao.
Thì khi đó chúng tôi đã bạn xác định rồi, theo là có một cái bản nhạc gì có ai sáng tác quên mất rồi, không mất cái tên, chỉ ra đi bỏ tồn sông núi, ra đi không hẹn ngã về. Cho nên là vì mang cái tư à đồng với quốc quân đó là, cho nên mang một cái tư tưởng đó, biết là mình phải hy sinh cho dân tộc, ngày nào hy sinh thì chưa biết. Trận đánh thì kết thúc rất là tốt rồi. Em muốn hỏi cái tâm lý của những người tham gia trận đánh, vì nó là một cái trận đầu tiên đánh Mỹ, thì cái tư tưởng chung của anh em trong đơn vị và riêng tư tưởng của hai bác, như em nhìn giống ví dụ như bác Ảnh thì chắc ngày đấy là bé, thấp và bé, ngày đấy thì đâu được, bây giờ thì ăn uống nó khác, nhưng ngày đấy thì chắc là bé tí thì ti, mà đánh Mỹ chắc nó phải to gấp đôi, gấp ba mình ấy chứ. Thì cái tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ nói chung và của hai bác nói riêng ạ. Tôi khi đó mới có 37 kg thôi. 37 kg. Có 37 kg. 37 kg. Bây giờ gấp đâu, gần gấp đâu. Đâu có 37 kg. Thì hồi nó ảnh 18 tôi 17. Tôi 17, tôi nhả ảnh một túi 17. Có 37 kg thôi. Hắn còn dính đến cái chuyện là này chuyện nào thế chứ được. Đúng rồi, khi Mỹ đổ quân rồi, hồi nãy tôi có đề cập đó nhưng mà tôi không nói rõ. Mỹ đổ quân với một cái lực lượng tinh nhuệ, với một cái vũ khí hiện đại, thì đối với ta có lẽ là dân tộc ta chưa bao giờ chọn đấy một cái cuộc chiến tranh như thế. Hầu Pháp thì có nhưng mà ở trên cái máy bay rung can rồi đấy thôi, chứ làm gì có cái phân lực F4, F5 nó đâu, mà làm gì có cái chuyện là xe tăng phố binh giòn nó đâu, rồi hòm đậu vô đâu, hòm đậu là massage shop đấy, massage thịt đấy, gọi là bọn tôi gọi là massage thịt, tức là phố không bán một quả mà bán hàng 60-70 quả một lúc, bán giòn đó, bán bấm điện hầu nữa mình làm gì có phố bài. Cho nên khi mà nó vào thì tâm lý của chiến sĩ của cũng như là tâm lý của người dân, tức là lo sợ. Và chính sau này tôi mới nghe là chính các bạn của ta, bạn lớn của ta cũng lo, không biết rằng ta đánh được, có đánh được mấy giờ không. Thì họ lo là đúng, chứ không phải không, bởi vì vũ khí trang bị của mình, biên chế của mình thì làm sao bạn thắng được. Đó nè, cái thứ hai là họ lo là không sai, vì là họ đâu có phải là dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là Bác Hồ đã dạy rồi, mà từ cái quyền thể từ trước của quyền cho đến này là có bao giờ thua đâu. Và nhất là trong cái cuộc chiến tranh mà có năng lên, tức là có hiện tượng một tí, thì Bác Hồ đã dạy rồi, không có cái gì quý hơn dân tộc tự do. Và xác định rằng thề cùng giặc Mỹ, có tô không mày, chứ không phải có mày hơn không tô đâu, có tô không mày. Cho nên dầu bất cứ gió nào, vì độc vì nhân dân mà phải ổn định được cái tư tưởng phải đánh. Chứ còn nếu như một cái vũ khí như thế mà mở một chân tam khác thì chưa chắc đánh được, chưa chắc được. Tư tưởng là quyết định. Và có bây giờ là đánh sóc lá cờ, ví dụ như anh Thành, ảnh dùng một cái trong đầu để tiêu diệt một cái tiêu đầu cái mắm xe, hồi nãy tôi nói là mắm xe đó, gọi là mắm phụ đó, mắm xe. Sao là dùng đánh sóc lá cờ với nó được, mình nhỏ mà, dùng lưỡi lê để đánh sóc lá cờ, hoặc là tôi đây, làm sao mà tôi dùng quả lựu đạn tôi đập nào được. Có bao nếu không có lòng yêu nước, không vì độc lập tự do của tổ quốc, của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, thì làm sao tôi làm được cái gì như thế. Tăng lúc là ở nhà thì đâu có, lúc 16, 17 tôi làm được cái gì. Cho nên bây giờ tôi mới nói là hắn lớn này, hắn chưa cầm được cái cúc mà mới đi rồi, làm rồi, biết rồi. Thì kiểu như thế, tức là hồi nãy tôi có nhấn mạnh là đó là công tác chính trị tư tưởng. Cho nên ổn được cái tình hình, chứ hầu mà đổ quân vô